Cạo chưa các bác? Đấy. Đúng kiểu như cạo 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 lông lợn các bác. Mà đổ nước sôi vào xong cạo ấy, bung đi những cái lớp da. Đây thì lại đông thế nhưng mà có vẻ tốn công đấy, chối hết cả tay đấy. Thì làm mẫu một cái khẩu này, rồi tí nữa tôi sẽ hoàn thiện xong sẽ quay cho các bác xem chứ. Để các bác theo dõi, nhưng mà cứ cạo cạo này thì sốt ruột, mà tời đi nó cũng chẳng có gì. Đấy thì xem lại tổng thể với cây đó các bác nhé. Đây là một cái đoạn cạo sơ qua chưa được kỹ. Tí nữa tôi sẽ bới hết những cái bệ ở dưới này lên, lộ ra một chút nữa để cạo thêm. Đấy, và so sánh với cái đoạn chưa cạo đây thì tí nữa các bác sẽ thấy những đường chạy của cái thân cây này nó sẽ dễ dàng hơn. Đấy các bác ạ, đây này. Đấy, những đường chạy này của thân này sau nó sẽ lộ ra, sau sẽ lộ ra. Đấy, và từ sau có dây nhám thì đánh qua thì tốt bác nhá. Chờ em mấy phút nhé, xem là khoảng độ bao lâu thì xong người sẽ thông báo lại các bác nhé. Rồi, xin chào các bác. Bắt đầu kỳ nghỉ lễ Tết Dương lịch các bác ạ, tất niên đấy các bác, chắc là bây giờ đang bát ngát tất niên nhé đúng không? Tây ta thì cũng tất niên hết như nhau thôi mà. Hôm qua chiều qua tất niên mà, nhưng mà mưa rét quá đâm là dính có vẻ như là cầm lạnh ôm các bạn. Giọng bây giờ với lại nó cứ hát chị ơi ấy. Đấy, sụt xa sụt xịt đấy, nhưng mà vẫn cứ vài chiến cây thôi. Rồi, là Hán này thì để quê mấy tháng nay mới về được, thì bây giờ suy nghĩ xem làm nào cho Tết nó đẹp đẹp chút thì để nhìn cho nó hay ho chút thì đấy, thì đang tính là bới cái bệ này ra cho nó sạch sẽ chút và đánh cái vỏ này đi cho đỏ đỏ thì chút toàn thân cho đến một số cái chi to thôi, chứ còn mấy giờ nó vẫn còn đang hình thành form vào dây thì nhiều khi không cạo được sạch hết đấy. Nhưng mà một cái tùng trực cũng tôi cũng khá là thích. Tất nhiên là chuẩn chỉ thì nó chưa chuẩn chỉ đâu. Nó để xét về dáng thế của các cụ thì nó chưa chuẩn chỉ, nhưng mà xét về độ tự nhiên ấy, thiên nhiên với lại độ nó có một cái nét gì đấy mà mình cảm thấy rất là bay và thích bên này. Thứ hai nữa là không có những cái sẹo mà thường thường ở tùng trực ấy, là người ta cắt ngang thân và nuôi giật cái cành nhỏ lên để uốn tay tán ấy, nhìn nó thô lắm, nó rất là thô. Con này thì không, con này thì tay tán đều là sẵn của nó rồi, sẵn của nó mà chỉ mà lấy bông ra thôi, vào dây và lấy bông ra thôi. Đấy, cùng là Hán nha các bác nhé. Đấy, quê nghèo xác xơ đây, trên chân bệ nhé. Chân bệ này, à đây này các bác này. Tôi thì cũng không có cái đồ nghề gì để làm mà để cạo cái tùng này bao giờ cả, thì bây giờ tìm mãi, lúc đầu là lấy cái lưỡi cưa này cào nhá, chứ không phải là cưa đâu, cưa thì hỏng. Nhưng mà cái này nó khá là sắc và nó có thể nó ảnh hưởng đến vỏ, thì tôi lấy cái cưa sắt này, cưa cắt sắt cùn này, cái bước răng của nó mịn hơn và nó không gây ảnh hưởng đến thân thì cạo thì nó thấy hiệu quả, thì nó sẽ cạo dần các bạn ạ. Đây, chân bệ nó cũng ổn đấy. Cái chậu thì hơi xấu thôi, chậu hơi xấu. Tí nữa sẽ làm bẻ lại tán chút. Đấy, chì thứ nhất, thứ hai và chì thứ ba và giật ngọn lên từ đấy. Bẻ tay để tán mới mà nhìn nó cũng chưa được mượt mà, nhưng mà tôi nghĩ rằng trong vòng 5 năm nữa thì cây này rất là đẹp. Cái thân của nó to lên, xứng với cái độ rộng của tán này này. Thì không phải là một cái xấu đâu các bác. Có giá trị đấy. Chân bệ nó có mà. Đấy. Tay cảnh rất tự nhiên, không phải chờ lại liền sẹo nào cả. Không có sẹo các bạn. Không có sẹo.
Đấy, xa xa thì chúng bác xem nó khá là bay đúng không? Nếu mà cái thân này nó to, nó xứng với cái độ rộng của tán này thì cây này lại rất là giá trị đấy các bạn. Bây giờ là em chỉnh sửa qua chút và cạo cái vỏ này đi xem nó hay ho gì không bác nhé. Chắc chắn nó sẽ đỏ lên rồi. Có bác thì thích để vỏ nhìn nó già đúng không? Em thích cạo, Tùng em thích cạo. Vì sao? Vì cạo ra nó rất là đỏ và sạch. Cây có thể phát triển tốt hơn, nó không bị nấm nhiếc thì thân này. Thứ hai là thích cái màu da của màu da thật của Tùng La Hán thôi. Rồi, bây giờ là treo cái camera lên để làm bài. Quên mà không mang cái kéo cái tỉa về. Đổi nhà đồ không có. Cây rất là khỏe. Tiến hành cạo vỏ các bạn, cạo vỏ. Như cạo lông lợn. Như cạo lông lợn Tết. Hết phần đen.
Đấy. Này nó gọi là cạo lông sống đấy các bạn. Cạo lông lợn sống này. Thịt lợn. Để tí nữa em bấm giờ xem nó khoảng độ bao nhiêu thì hoàn thành cây này thôi nhé. Cạo cạo lông này. Đấy, thì xem các bác thấy nó ổn hơn không. Người ta làm thì người ta có cái cào cả như cái bàn chải sắt ấy, đánh các bác. Đấy, nhưng mà nó tôi thấy nó cũng không hiệu quả hơn cái này. Hơn cái cưa này. Đấy, và người ta có cái máy đánh bóng. Hoặc đánh bóng đi. Máy chà bóng ấy, sau đó xong cạo xong là đánh cái bóng, nhìn nó rất là hay. Đấy, nhưng mà mình cứ cạo xong cái đã các bạn ạ. Cạo lông sống này. Mỏi tay phết đấy.
Chỉ là bới cái bệ này ra, cạo đỏ cái bệ này. Rất là mỏi tay, rất là nhiều công này. Nhưng mà cũng một số cây người ta mới cạo thôi, mất công á. Tay kia
Báo cáo các bác, 11 rưỡi đúng như vậy là hết tầm ở gần 2 giờ đồng hồ các bác cạo cái cây này. Đấy, nó có khó một chút là vì là mới làm tán mà, trên còn nhiều dây níu nhất lắm, nó rất là vướng, cạo nó cũng khó, nhưng mà được cái là nó vừa mới mưa một vài ngày nó ẩm, cạo nó cũng dễ các bác. Thì cơ bản là đã nhìn thấy cái đường chạy của nó rồi. Còn chưa ra được đến cái đời hết đầu chi răm những cái chi chính. Đấy, thì cơ bản là bác nhìn là cũng thấy rồi. Đó, nhìn là cũng thấy rồi. Đó. Đấy. Bây giờ là khoe vừa mới cào vừa bỏ một lớp đất thôi. Vừa là những cái lá rác dẫn lẫn là móc móc ra một chút. Đấy, còn chưa thông được vào trong kia. Sau này dần dần là sẽ xịt nước, nó sẽ tự lộ ra. Và có mưa hoặc có nước, thời gian nó sẽ thấm thêm một chút chút, cái vỏ này nó sẽ đẹp hơn, nó tự nhiên hơn. Bây giờ nó còn lem nhem, mình không có cái trà cái đánh mà không? Không có cái đánh bóng. Đấy, cơ bản là như này. Giờ là giá trị có khi lên rồi đấy các bạn. Giá trị có khi là lên rồi đấy. Bây giờ nhìn như này, bởi vì tán nó khá là rộng và rậm ấy, chia rất là nhiều bông, nhiều tầng ấy. Nên cái thân của nó sẽ bị lẫn vào cái màu của lẫn vào cái tán, cho nên khi mà nó cạo cái đỏ đỏ này ra thì các bác nhìn nó sẽ rõ hơn nhiều. Đây, đầu tiên là về cái chiều cao của nó thì nó chỉ tầm khoảng độ 1m2 thôi, từ mặt chậu lên ấy, từ mặt chậu lên nó khoảng 1m2. Đấy, thì chân bệ đây, quay lại các bác chút. Chân mẹ này. Đấy, cũng khá là ổn đúng không? Đây, bằng bắp chân. Chân mẹ thì có bệ. Tứ diện đều có bệ. Bệ thì bệ khá tự nhiên. Đấy. Sau có thể luồn những cái vách đá vào đây vô tư nhẹ. Đuôi đây có cái ông tiền ông gì đấy thì vô tư nhẹ nhàng thôi, không làm đá nhiều. Đấy, bởi vì nó có những cái chỗ để mình diễn được, những cái hang hầm hốc để mình diễn được. Thì đầu tiên là cái bệ. Cái bệ. Đấy. Chân nó cũng móng rồng đấy chứ. Móng rồng đấy. Đây, phần thân. Phần thân. Thân. Thân trực đây. Thân trực ngày xưa có cắt vào một cái chi này, nhỏ này. Đây có một cái này là cái sẹo to nhất, nhưng mà cũng chẳng vấn đề gì cả. Càng đẹp. Đấy. Có vẻ hôm nay bị cạo hơi đau đấy. Đau xong lại sướng các bác, nó nhẹ nhàng, con người nó thoải mái. Kiểu như mình được tắm rửa sạch sẽ. Tôi nghĩ là như vậy. Và sau cái thời điểm này nó sẽ bung lụa rất là nhiều. Sức sống nó lên rồi, nó không bị cái lớp vỏ nó hãm lại. Đấy. Các bác nhìn thấy không? Nhìn thấy đường chạy chưa?
còn đang dây dợ, còn đang lằng nhằng lắm. Thì một vài năm nữa các bạn, nó ổn định form thì em gỡ cái dây ra. Ổn định form. Đấy. Chi thứ nhất đây. Ổn. Khá vững chắc, ổn. Chi thứ hai đây. Chi thứ hai đây. Và ở đây là cái đường chuyển tự nhiên của thân nó. Đây là chi đỡ này. Cả cái ngọn nó sẽ làm chi thứ chi chính tiếp. Để giật cái ngọn chì lên đây. Đấy. Cơ bản nó là như vậy. Để chuẩn chỉ mà nói thì khó lắm. Nhưng mà về nói về tùng ấy thì thấy là ổn. Chuẩn chỉ gốc bồ ngọn chỉ như xanh chi dê trên chi dưới thì nó khó. Đây là phong cách nó khác các bác. Tùng thì mình nên tận dụng. Vì nuôi được một cái tay tùng nó to thì cũng không phải làm một sớm một chiều. Đấy. Đấy là cây la hán. Cái chậu thì hơi xấu nhưng mà nó tốt cho cây. Chậu rất là rộng và rộng rãi. Và xi măng nó cũng mát. Đấy. Đấy nhá. Một vài năm nữa bỏ cái dây ra xong rồi tán tiếp nó vào form tỉa, chỉ cần tỉa răm thôi thì có nghĩa là đi thi đấu được. Và cái gốc này, cái gốc thân nó to lên nữa, nó to gấp đôi này nữa, chẳng cần gấp đôi mà gấp rưỡi rồi thì nhìn lúc đấy nó khác lắm các bạn nhớ. Mặt bên này nhá. Đấy. Đấy. Còn đang gông chằng gông chịt để nó vào form này. Mặt bên này. Đấy, đứng từ trên cao nhìn xuống rồi. Đó. Ổn đúng không bác? So sánh với cái lúc chưa cạo thì dễ nhìn hơn nữa. Đấy. Xin cảm ơn các bác nha. Các chuyên gia về tùng thì hồi vào góp ý thêm cho em để hoàn thiện cây này nhé.